Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Chilson khai trương vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn, có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Nhân dịp khai trương, trung tâm sẽ bớt 50% học phí cho 10 tuần lễ đầu. Nếu quý vị ở xa, có thể mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Parramatta. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Parramatta, New South Wales 2166. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Ung Châu ra ngày hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 2 năm 2022. Và kính thưa quý vị, nhìn chung thì tình hình dịch bệnh vào ngày thứ hai đầu tuần hôm nay rất là khả quan khi mà số ca nhiễm đã hạ giảm xuống mức 20.000 ca. Cụ thể thì chỉ có 17.736 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trên toàn quốc Úc Châu ngày hôm nay mà thôi. Trong khi nhân số tử vong tại ba tiểu bang lớn nhất là New South Wales, Victoria và tiểu bang Queensland cũng đã hạ giảm đáng kể. Ngày hôm nay chỉ có tổng cộng là 17 người đã tử vong vì COVID-19. Và tất cả những cái thông tin khích lệ này đã đi kèm theo với cái thông tin được cho là quan trọng nhất ngày hôm nay, đó là biên giới quốc gia của Úc đã chính thức mở cửa. Và kể từ 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay thứ hai 21 tây tháng 2 thì những cái chuyến bay đầu tiên đưa du khách đến Úc mà không cần phải cách ly đã được chào đón một cách rất là nồng nhiệt bởi hàng loạt những cái cơ quan truyền thông cũng như là hàng loạt những cái nhân viên chính phủ nhằm mục đích là kêu gọi khách du lịch đừng bỏ quên Úc Châu mà hãy nhanh chóng trở lại nước Úc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu tiên mở cửa biên giới hoàn toàn thì đã có 56 chuyến bay quốc tế đến các cái thành phố ở Úc Châu trong ngày hôm nay, đặc biệt là dành cho những du khách mới chỉ cần chủng ngừa đủ 2 liều vaccine theo những cái loại vaccine phòng COVID-19 mà được TGA chuẩn nhận. Và chuyến bay đầu tiên là từ thành phố Los Angeles của Mỹ đã hạ cánh ở Sydney vào sáng sớm ngày hôm nay. Và được biết là riêng sân bay quốc tế Sydney trong ngày hôm nay cũng sẽ đón 27 chuyến bay từ nước ngoài hạ cánh, bao gồm là 5 chuyến từ Singapore, 4 chuyến từ Los Angeles, 2 chuyến bay từ Auckland, Vancouver và Tokyo. Và đặc biệt là có một chuyến bay đến từ Việt Nam, đó là từ thành phố Sài Gòn do hãng hàng không quốc gia Việt Nam điều hành. Và hiện nay yêu cầu duy nhất đối với những người đã chủng ngừa đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 được vào Úc Châu kể từ ngày hôm nay 21 tháng 2 đó là phải làm xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ sau khi đến bằng cả phương pháp PCR hoặc là phương pháp xét nghiệm nhanh theo cái bộ xét nghiệm mà AIT. Du khách đến là phải cách ly tại chỗ ở hay là nhà của mình cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Mà thực tế nếu mà sử dụng cái bộ xét nghiệm nhanh AIT thì chỉ cần đợi khoảng 15 phút là đã có biết kết quả. Ngoài ra thì khách du lịch đến Úc kể từ ngày hôm nay cũng được khuyến cáo là tạm thời trong vòng 7 ngày sau khi đến là tránh đến những nơi công cộng đông người như là các trung tâm thương mại. Và kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là mặc dù biên giới quốc gia được mở cửa và mọi người đã chào đón nhiệt liệt, tuy nhiên số lượng máy bay quốc tế đáp xuống phi trường quốc tế tại nước Úc cũng hãy còn khá là thưa thớt. Chẳng hạn như 27 chuyến bay quốc tế đáp xuống phi trường Sydney, đây là một con số ít hơn phân nửa so với mức độ bình thường của thời tiền đại dịch. Tuy vậy, Thủ tướng Scott Morrison hy vọng là với quyết định mới ngày hôm nay, thì du khách quốc tế sẽ dần dần
nhắm đến Sydney hoặc là nhắm đến nước Úc để du lịch tại quốc gia này. Cho đến thời điểm này thì toàn quốc Úc Châu đều đã mở cửa, riêng tiểu bang Tây Úc là nơi mà biên giới vẫn hãy còn đóng chặt cửa cho đến mãi ngày 2 tây tháng 3, bởi vì kể từ 1 giờ sáng ngày 3 tây tháng 3 thì biên giới của tiểu bang Tây Úc mới thật sự mở cửa cho du khách nội địa lẫn du khách quốc tế. Và trong thời điểm này, nếu du khách quốc tế đang có mặt tại bất cứ một cái tiểu bang nào, nếu muốn đến Tây Úc đều phải chờ cho đến sau ngày 3 tây tháng 3. Cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch, thì sau 704 ngày đóng cửa biên giới và tất nhiên là ngành du lịch đã hoàn toàn ngưng hoạt động kể từ 2 năm qua, thiệt hại tài chính đã lên đến một cái mức được cho là khổng lồ, hơn 60 tỷ đô la. Đó là thống kê theo năm tài chính 2018 và 2019. Và cũng chính vì vậy mà Bộ trưởng Du lịch là ông Dan Tehem hy vọng là trong những năm sắp tới hoặc là trong những tháng cuối cùng của năm 2022 này thì khoảng 20 triệu du khách sẽ được khôi phục. Có nghĩa là nước Úc hy vọng sẽ đón được một cái số lượng du khách như thế này. Bởi vì khi chúng ta có được cái lượng du khách gia tăng, tất nhiên công việc làm cũng sẽ gia tăng. Đây là một cái vấn đề vô cùng quan trọng bởi vì hơn 660.000 công ăn việc làm đã bị mất trong thời đại dịch vừa qua liên quan đến lĩnh vực du lịch. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là nói về phía những du khách nước ngoài muốn tới Úc. Thế còn ngược lại, nhân cái dịp mà mở cửa biên giới quốc tế hoàn toàn kể từ ngày hôm nay thì cũng rất nhiều công dân Úc là muốn ra nước ngoài du lịch hay là thăm người thân. Và đặc biệt có một cái thông tin từ ngày hôm nay là những người Úc mà muốn ra ngoài và khi quay trở lại Úc thì cần phải có cái giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 quốc tế mà bắt đầu từ hôm nay là cần phải tải từ cổng thông tin MyGov. Và cũng nhân cái dịp này thì hai hãng hàng không Qantas và Jetstar cũng đã thông báo sẽ mở một loạt các cái đường bay quốc tế khác kể từ ngày 1 tháng 3, trong đó có rất nhiều tuyến đường bay đến châu Á và châu Âu. Còn liên quan đến tiêu dùng thì thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Nga và Ukraine đang được cho là sẽ có tác động đến một loại giá mặt hàng rất là thiết yếu ở Úc Châu, đó là mặt hàng giá xăng dầu, mà nhiều khả năng giá xăng dầu hiện nay đang ở mức cao kỷ lục, có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo Tổng nha thống kê ABS thì giá nhiên liệu ở Úc là đã tăng tới 6.6% trong quý 4 năm ngoái và vượt xa cái tỷ lệ lạm phát là 1.3%. Kể từ đó thì giá xăng dầu đã liên tục tăng và với mức trung bình toàn quốc hiện nay cũng đã lên mức cao kỷ lục mới. Ở một số vùng ở trong nước thì giá loại xăng E10 hiện nay đang ở vào khoảng là 2 đô la một lít, trong khi loại giá xăng cao cấp hơn là loại 98 thì đã lên tới 2.25 đô la. Đây được cho là một thông tin rất là buồn, là bởi vì ngay thời điểm mà biên giới quốc gia mở cửa và biên giới của các tiểu bang cũng mở cửa, việc du lịch qua lại giữa các tiểu bang trở nên dễ dàng hơn, mọi người có nhiều cơ hội để du lịch hơn, thì đó cũng là thời điểm phải chi tiêu nhiều hơn trong cái vấn đề xăng dầu. Tuy nhiên đó là một cái bối cảnh xảy ra trên toàn cầu. Và nhắc lại, nước Úc vẫn còn rất là may mắn khi chúng ta vẫn còn đủ xăng dầu để sử dụng, trong khi nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là như tại Việt Nam, thì cái nguồn cung cấp xăng dầu đang rất là khan hiếm. Và trở lại với tình hình đại dịch tại Úc Châu, kính thưa quý vị, con số ca nhiễm toàn quốc đã giảm hạ đáng kể và tất nhiên sự giảm hạ này đã trải đều tại các tiểu bang và lãnh thổ, rõ rệt nhất là tại tiểu bang New South Wales, khi mà ngày hôm nay New South Wales chỉ ghi nhận có 4.916 ca nhiễm, có nghĩa là lần đầu tiên kể từ đầu tháng Giêng cho đến nay số ca nhiễm tại New South Wales đã xuống dưới mức 5.000 ca trong một ngày, trong khi số người tử vong thì cũng khá là ổn định ở mức là 7 người. Ngoài ra, nhân số mà mọi người quan tâm nhiều nhất đó là số bệnh nhân nằm bệnh viện thì ngày hôm nay cũng đã giảm xuống dưới mức 1.300 người. Cụ thể thì New South Wales chỉ có 1.288 người đang nằm bệnh viện mà thôi. Tuy nhiên, những cái thông tin về bệnh tình hoặc là về đại dịch tại New South Wales ngày hôm nay không gây chú ý với các cơ quan truyền thông. Thay vào đó, các cơ quan truyền thông rất chú ý đến cuộc tổng đình công của nghiệp đoàn vận tải khi mà hàng loạt những cái chuyến xe lửa đã ngưng hoạt động hoàn toàn
kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Điều đáng nói, việc ngưng hoạt động này không hề được loan báo trước. Và chính vì vậy mà đã khiến cho hàng trăm ngàn công nhân viên chức, đặc biệt là những người làm việc ở khu trung tâm thành phố, đã không thể đến chỗ làm. Và không phải là một vài tuyến đường, mà tất cả các tuyến đường ở khu nội thành Sydney đều đã ngừng hoạt động. Và chúng tôi cũng chưa biết khi nào thì các tuyến xe lửa này sẽ trở lại như bình thường, bởi vì những cái cuộc thương thuyết hình như là nó vẫn chưa đi tới đâu hết, phải không? Vâng, thưa quý vị và các bạn, là cuộc thương thuyết giữa công đoàn ngành vận tải ở tiểu bang New South Wales với chính phủ New South Wales là đến giờ chót vào tối ngày hôm qua cũng đã không đạt được thỏa thuận. Do vậy mà cả công đoàn hay là cũng đã ra cái quyết định mà tạm ngừng các cái chuyến xe lửa vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Do vậy mà các giới đi làm, đặc biệt là những người đi làm công sở trong thành phố và sử dụng cái phương tiện xe lửa đã có rất ít thời gian để mà chuẩn bị. Tức là họ chỉ có vài tiếng vào sáng nay để xoay chuyển, tìm những cái phương tiện khác để thay thế. Do vậy mà các bến xe bus vào sáng ngày hôm nay bỗng đông đúc rất là khác thường, bởi vì người ta không được vào các cái nhà ga, do vậy mà phải đổ ra các tuyến xe bus để tìm xe đi thay thế. Và để xoa dịu cái sự giận dữ của người dân Sydney thì ngày hôm nay 21 tháng 2, Thủ hiến Dominic Perrottet cũng đã loan báo cái phiếu giảm giá $50 cho accommodation, có nghĩa là để mà chúng ta đi thuê mướn khách sạn. Cái loại phiếu này đã được loan báo, tuy nhiên ngày hôm nay là cái ngày chính thức sẽ được đưa đến mọi người. Và nếu mà chúng ta muốn có cái số tiền này thì chúng ta có thể tải cái app của Service New South Wales. Cũng theo lời của Thủ hiến Dominic Perrottet thì đã có 1.200 doanh business, là có nghĩa là những cơ sở kinh doanh đăng ký để tham gia chương trình này. Và ngoài cái $50 voucher cho những cái nhà hàng, cho khách sạn, thì nó còn có những cái voucher dành để ăn uống. Tuy nhiên những cái voucher này thì chúng ta có thể xài cho đến tận ngày 9 tây tháng 10, 2022. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng tại tiểu bang New South Wales thì ngày hôm qua ở khu vực đường cao tốc Kamilaroi ở phía tây bắc của tiểu bang đã xảy ra vụ hai cái tàu hỏa chở hàng đâm vào nhau và bốc cháy khiến hai người thiệt mạng, đây đều là tài xế. Và vào lúc 7 giờ tối thì dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một cây cầu ở phía tây của thị trấn là Briwarina sau khi mà các cái phương tiện hạng nặng va chạm và bốc cháy khiến cả hai tài xế đều tử vong tại hiện trường và hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính. Cảnh sát cho biết thì tại thời điểm này thì cũng không rõ là đoàn tàu chở loại hàng hóa gì, trong khi thì lực lượng cứu hỏa hiện nay vẫn đang tiếp tục để dập tắt cái đám cháy này. Và dĩ nhiên là tuyến đường cao tốc Kamilaroi cũng đã bị đóng cửa trong suốt cả ngày hôm qua và đã bị chặn ở cả hai hướng. Và cũng liên quan đến tai nạn thì các cái dịch vụ khẩn cấp ở lãnh thổ Bắc Úc cũng đang hiện nay cũng đang tiếp tục điều tra một cái vụ tai nạn xe hơi ở khu vực Howard Spring vào đêm thứ Bảy khiến 4 người tử vong. Cảnh sát của Bắc Úc cho biết là một vụ tai nạn xe đã được báo cáo vào khoảng gần 7 giờ chiều tối hôm thứ Bảy, cách Darwin khoảng 30 km về phía nam. Và tất cả 4 người trong chiếc xe đều đã tử vong ngay tại hiện trường. Và hiện chưa rõ là chiếc xe này là gây tai nạn như thế nào, nhưng mà có thông tin cho rằng có vẻ chiếc xe đã đâm vào một cái cống ở ven đường nên đã gây ra bốc cháy và khiến tất cả những người ngồi trong xe cũng đã tử vong. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, về số ca nhiễm tại lãnh thổ Bắc Úc ngày hôm nay cũng có một cái sự giảm hạ không đáng kể, tuy nhiên cũng là thông tin tích cực, với 627 ca nhiễm mới đã được ghi nhận, trong khi số bệnh nhân nằm bệnh viện ngày hôm nay đã có 127 người. Bắc Úc không có ai tử vong ngày hôm nay, nhưng đã có một người tử vong ngày hôm qua, và đó là một người phụ nữ thổ dân, nâng tổng số người tử vong tại Bắc Úc lên thành 15 người trong đại dịch lần này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì tình hình dịch tại tiểu bang Victoria cũng rất đáng khích lệ khi mà ngày hôm nay thông báo cũng chỉ có 3 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, trong khi nhân số nhiễm bệnh mới cũng ở mức khá thấp là 5.611 trường hợp. Và số người nằm viện điều trị vì COVID-19 hiện cũng vẫn tiếp tục ổn định là ở con số 361 người. Trong số này thì chỉ có 49 người đang nằm điều trị trong ICU mà thôi. Và hiện nay tại tiểu bang Victoria, cái tỷ lệ người trên 16 tuổi đã chủng ngừa mũi booster, tức là mũi tăng cường, cũng đã đạt tới 55%. Và kính thưa quý vị, cũng tại Victoria, theo lời của Bộ trưởng Ngoại giao Martin
bà Bakula vừa thông báo là một cái chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi chủng Omicron lần này đã được thực hiện với tổng trị giá là 200 triệu đô la. Đa số những cái sự hỗ trợ này là nhằm vào những doanh nghiệp nhỏ và lẻ trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn cũng như quán cà phê. Tất cả những cái gói hỗ trợ này sẽ là những cái phiếu voucher ăn uống. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể được thực hiện và sử dụng những cái loại phiếu này trong những ngày trong tuần, có nghĩa là từ thứ hai cho đến thứ năm mà thôi. Vào cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thì những cái loại phiếu này sẽ không thể nào được sử dụng. Ngoài ra thì những cái khoản chi tiêu nó cũng sẽ có những cái khoản khấu trừ rất là đáng kể. Nếu mà chúng ta chi tiêu càng nhiều thì chúng ta sẽ có nhiều cái khoản khấu trừ. Thí dụ chúng ta ăn uống một cái bữa tiệc nào đó trong gia đình trị giá từ 40 đô la cho đến 50 đô la thì cái hóa đơn đó của chúng ta sẽ được khấu trừ ở mức là 25%. Còn nếu mà chúng ta chi tiêu ít hơn, có nghĩa là chỉ khoảng 10 đô la, thì chúng ta cũng sẽ được khấu trừ là khoảng 10%. Và đây là những cái chương trình mà chính quyền Victoria hy vọng là vào những ngày vắng khách, đặc biệt là thứ hai và thứ ba đầu tuần đó, thì hầu như là không ai đi ra ngoài ăn uống và chi tiêu. Thì nếu mà chúng ta có những cái bữa tiệc hoặc là những cái cuộc họp mặt bạn bè vào những ngày này thì chúng ta sẽ giảm rất nhiều, bởi vì cái hóa đơn sẽ giảm được tới 25%. Vâng, 25% là rất nhiều đó thưa chị Kim Hoàng. Như vậy là rất nhiều biện pháp kích thích kinh tế mà cả hai chính phủ của tiểu bang lớn nhất ở Úc Châu là New South Wales và Victoria cũng đang tiếp tục đưa ra để khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu, giúp phục hồi nền kinh tế. Còn thưa quý vị và các bạn, tại tiểu bang Queensland thì ngày hôm nay cũng ghi nhận là con số nhiễm bệnh mới cũng khá thấp, là ở 4.114 trường hợp nhiễm mới. Trong khi đó ở lứa tuổi trẻ em từ 5 đến 17 tuổi mà cũng đang theo học ở trường thì hiện nay là có 1.360 trường hợp nhiễm mới được phát hiện. Tất nhiên con số này là cũng giảm hơn so với những con số của tuần trước. Và ngày hôm nay thì tiểu bang Queensland cũng thông báo là có 6 người nữa tử vong liên quan đến COVID-19 và tất cả đều là những người cao tuổi từ 60 đến 80 tuổi và chỉ có một người là cư dân của viện dưỡng lão mà thôi. Trong khi đó, lãnh thổ thủ đô ACT ngày hôm nay cũng đã có một người tử vong và số ca nhiễm là 458 người. Người tử vong này là một cụ ông cũng ở lứa tuổi 80 và đã chích ngừa. Ngoài ra, số người nằm bệnh viện tại lãnh thổ thủ đô cũng giảm hạ xuống chỉ còn 37 người mà thôi. Tasmania cũng có một cái sự khích lệ khi mà chỉ có 569 ca nhiễm mới và chỉ có duy nhất 2 người là đang điều trị tại ICU. Riêng tiểu bang Tây Úc, số ca nhiễm hiện nay vẫn hãy tiếp tục gia tăng, mặc dầu sự gia tăng không đáng ngại như là gia tăng gấp đôi so với những ngày trước đây. Tuy nhiên, Tây Úc cũng đã có 224 ca nhiễm và trong số này đã chỉ phát hiện được từ 5.800 người thử nghiệm PCR mà thôi. Đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng, bởi vì các chuyên gia y tế, đặc biệt là y sĩ đoàn AMA tại Tây Úc luôn luôn kêu gọi mỗi một ngày cần phải có trên dưới 15.000 người dân tại Tây Úc đi thử nghiệm thì mới có thể phát hiện được tất cả các ca dương tính. Trong khi với chỉ có 5.800 người thử nghiệm thì tất nhiên là chúng ta không thể nào phát hiện đầy đủ hoặc là có được con số chính xác về trường hợp dương tính tại Tây Úc. Nói một cách khác thì tại Tây Úc số ca nhiễm thật sự có lẽ cao hơn rất nhiều so với số ca nhiễm được báo cáo. Và điều này một lần nữa cũng đã được Thủ hiến McGowan xác nhận. Và cũng chính vì vậy, trong bối cảnh nước Úc mở cửa biên giới hoàn toàn, tất cả tiểu bang lớn như là New South Wales, Victoria, Queensland, ACT đều có những cái sự nới lỏng. Ngược lại, ngày hôm nay 21 tháng 2 tại tiểu bang Tây Úc, chính quyền Tây Úc lại bắt đầu thắt chặt lại những cái biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19. Những cái sự thắt chặt này, chẳng hạn như là cái mật độ 2 mét vuông hiện nay đã được áp dụng tại hầu hết các cơ sở chiêu đãi hoặc là các nhà hàng khách sạn cũng như là những cái khu vực thể dục thể thao. Trong khi đó, bệnh viện và những người khuyết tật hoặc là những viện dưỡng lão thì cái sự thăm viếng cũng đã hạn chế rất nhiều.
Riêng về vấn đề gặp gỡ tại nhà thì đã có một cái sự hạn chế, chỉ cho tối đa là 30 người mà thôi. Và các bữa tiệc tùng bên ngoài không gian mở thì chỉ cho tối đa là 200 người. Và đó là những cái sự siết chặt của tiểu bang Tây Úc. Thủ hiến McGowan còn đe dọa nếu số ca nhiễm tiếp tục gia tăng thì cái sự thắt chặt này nó cũng sẽ gia tăng đồng nhịp, chứ nó sẽ không có tháo gỡ, có nghĩa là Tây Úc luôn luôn đi ngược lại với tình hình chung của toàn nước Úc. Vì là dịch bệnh đến sau cho nên bây giờ gần như là Tây Úc bắt đầu mới đang ở giai đoạn đầu của dịch bệnh, và những cái biện pháp hạn chế này cũng chỉ là biện pháp mà khởi đầu mà thôi, và sau này chắc chắn dịch bệnh gia tăng thì sẽ có thêm nhiều biện pháp siết chặt nữa được gia tăng, giống như đã từng trải qua ở các tiểu bang khác, đặc biệt là tại New South Wales và Victoria. Còn thưa quý vị và các bạn, cũng ở Tây Úc thì hiện nay thủ hiến Mark McGowan cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trong các cộng đồng thổ dân ở vùng xa xôi, bởi vì vào cuối tuần qua cũng có 2 người trong cộng đồng ở rìa sa mạc Gibson cũng đã bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì giới chức thông báo là chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm mới nào. Tuy nhiên hai cái người mà bị phát hiện dương tính này thì được cho là đã đến từ tiểu bang Nam Úc mà đi qua cái con đường hoang mạc để vào Tây Úc. Do vậy mà hai người này cũng đã là vi phạm cái quy định biên giới hiện nay, bởi vì là biên giới của Tây Úc cũng chỉ mở cửa vào tháng 3 tới. Do vậy mà hai người này không những bị nhiễm bệnh mà còn bị phạt nữa. Cuối cùng là thông tin từ New Zealand. Đã rất lâu rồi chúng tôi không có cập nhật số ca nhiễm tại New Zealand. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì bởi vì số ca nhiễm nó đã lên ở mức quá cao mà chúng tôi không thể không nhắc đến khi mà New Zealand đã ghi nhận 2.365 ca nhiễm cùng với 2 người tử vong. Và hôm nay cũng là ngày thứ nhì liên tiếp New Zealand đã có số ca nhiễm trên 2.000 người cho mỗi một ngày. Dự phóng là trong những ngày sắp tới thì số ca nhiễm tại New Zealand vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Và chính vì sự gia tăng này cùng với cái biện pháp phòng chống dịch bệnh mới, đó là theo hệ thống đèn giao thông, có nghĩa là chính quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ không áp dụng phong tỏa hoàn toàn, nhưng sẽ áp dụng những cái màu đèn giao thông khác nhau. Với những cái khu vực nào có số ca nhiễm cao thì sẽ áp dụng cái màu đỏ, có nghĩa là mức độ cao nhất. Và điều này cũng tương tự như là phong tỏa, người dân cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Cùng một thành phố, nếu những cái địa điểm có số ca nhiễm thấp hơn thì nó sẽ được áp dụng là màu vàng hay màu xanh, gây rất nhiều khó khăn cho người dân, bởi vì nó không có cái sự đồng nhất. Người dân phải tự biết là cái khu của mình đang bị áp dụng cái màu nào, và nếu mà vi phạm thì sẽ bị phạt. Và đây là những cái bối cảnh vô cùng hỗn loạn tại New Zealand trong những ngày vừa qua, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt tại hai thành phố lớn nhất là Auckland và Wellington, thì cuộc sống nó cũng rất là bấp bênh. Chưa bao giờ mà cộng đồng người Việt lại cảm thấy lo lắng như lúc này, mặc dù không bị phong tỏa, nhưng mọi người cũng đang tự cô lập lấy và hạn chế tiếp xúc với hy vọng là không bị lây nhiễm trong những ngày sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào.